Xin Hoàng Nhật xin chào các bác. Em có một cái chiếc ủng trang trí sân vườn tiểu cảnh, hàng của Nhật các bác nhé, chịu nước, các khớp nối chịu nước này đều có gioăng chống nước hết nhé. Đấy, chống nước có nhiều chế độ nháy khác nhau, 8 chế độ nháy nhé. Một cái cục nguồn chuyển đổi từ điện 100V sang 24V. Đấy. Rất là khủng, đổ keo chống nước hết. Chống nước hết coi nha, dây dạ to đùng luôn. Đấy, nguyên hộp này. Trang trí sân vườn, bác nào có nhu cầu trang trí sân vườn các thứ thì các bác có thể lấy cái này. Bán 300.000 các bác nhé. Một chiếc ủng, con đèn trang trí rất đẹp, chịu được nước. Các bạn nào lấy thì các bạn liên hệ nhé. Điện 100V này, chào các bạn.